Xem các hoàng thượng chân ngắn thi tài ở cuộc đua chó Kogi đầu tiên tại Việt Nam. Kogi Marathon Việt Nam 2022, cuộc đua dành cho các chú chó Kogi vừa diễn ra lần đầu tiên ngày 3 tháng 7 năm 2022 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Sân chơi quy tụ 72 thí sinh cún cưng cùng hàng trăm bạn bè và khán giả đến tham gia giao lưu tranh tài. Khán giả đến xem chật kín hội trường chứng tỏ sức hút từ những thí sinh bốn chân. Để chuẩn bị cho cuộc đua, hội trường đã được hâm nóng bằng các hoạt động như vận động vượt chướng ngại vật, thăm khám và vệ sinh miễn phí. Không chỉ có những bé Kogi tận hưởng các dịch vụ này mà các cún cưng khác cũng được vui chơi thoải mái. Chương trình sẽ trải qua 6 vòng loại và 1 vòng thi chung kết. Thí sinh nào xuất sắc chạy về đích nhanh nhất sẽ giành cúp quán quân. Trong cuộc đua, các hoàng thượng đã chạy hết sức mình tiến về đích. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp các bé gần đến nơi lại quay đầu hay nằm ì không chịu chạy. Ban tổ chức phải ẵm tận nơi cho nằm tận chỗ, khiến khán giả cười òa vì độ dễ thương của chú cún. Vượt qua 70 tuyển thủ tên Mèo mang số 04 đã về đích và giật quán quân. Mình rất vui khi Mèo được giải quán quân. Để chuẩn bị cho cuộc thi lần này, mình đã cho bé tích cực vận động và thật vui vì bé đã chiến thắng. Bạn Minh Trung, chủ của Mèo, chia sẻ. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.